Riyad Mahrez đã không giấu giếm tham vọng rời khỏi Etihad trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Lý do thì vẫn như mọi khi, đó là thời lượng ra sân mà Pep Guardiola trao cho anh không thỏa đáng. Mới đây thì nhà báo Fabrizio Romano đã đọc khẩu lệnh quen thuộc Here We Go cho thương vụ Riyad Mahrez chuyển đến Al Ahly. Con số mà Man City sẽ nhận về là 35 triệu euro cùng khoản phụ phí. Hợp đồng thì chuẩn bị được ký kết cho đến tháng 6 mùa giải 2027. Như vậy là cầu thủ người Algeria đã kết thúc hành trình của mình tại nửa xanh thành Manchester sau 5 mùa giải gắn bó. Rời khỏi đội bóng đã tạo nên tên tuổi của anh cùng với danh hiệu vô địch. Đây chắc chắn là một lời chia tay đẹp mà Riyad Mahrez và những fan của City đều có thể hài lòng. Quãng thời gian mà một cựu sao của Leicester City sự vươn mình từ một hiện tượng trở thành ngôi sao số 1 thực sự của làng túc cầu, từng chứng kiến những kỳ tích đáng nhớ mà Man City đã giành được. Tại đây, anh đã giành được 4 danh hiệu Premier League, 2 chiếc cúp FA, 3 League Cup và chắc chắn rồi, đó là chiếc cúp tai voi mà trong mùa giải vừa qua, Man City đã lần đầu tiên được chạm tay vào. Thiếu vắng đi cầu thủ người Algeria, Pep Guardiola sẽ cần một sự thay thế ngay lập tức cho vị trí hành lang cánh phải. Hiện nay, ông chỉ có mỗi trong đội hình là Bernardo Silva là cái tên chuyên đá ở vị trí này, sở hữu bộ kỹ năng đủ chất lượng để tạo nên những pha khoét cánh thần sầu. Theo như tờ Mirror, thì nửa xanh thành Manchester đang tức tốc tiếp cận với một ngôi sao thuộc biên chế của Barcelona. Và cái tên được liên hệ nhiều nhất là Rafinha, một cầu thủ đã có màn chuyển đến La Liga không thành công trong mùa giải trước. Việc Riyad Mahrez phải rời đội bóng bá chủ trời Âu này đã là một điều được dự đoán từ trước. Anh bỏ lỡ chuyến du đấu cùng với tập thể Man City sau khi đội bóng tới từ vùng Trung Đông và cầu thủ châu Phi đạt được thỏa thuận cá nhân, cùng một mức giá làm hài lòng được The Citizens. Riyad Mahrez nổi lên trong màu áo của Leicester City trong kỳ tích vô địch nước Anh mùa giải 15-16. Cũng giống như nhiều những cầu thủ được săn đón có xuất thân từ danh hiệu cổ tích của bầy cáo, Mahrez được kỳ vọng sẽ tạo nên những sự xoay tua cho những Bernardo Silva và Raheem Sterling thời điểm đấy. Và mùa đầu tiên thì cầu thủ người Algeria đã không khiến cho ban lãnh đạo phải thất vọng với 44 lần ra sân trên mọi đấu trường cùng 2.500 phút thi đấu. Anh có cho mình 12 bàn thắng và 12 kiến tạo. Hành lang cánh phải của Man City từ khi có sự xuất hiện của cầu thủ tới từ lục địa đen đã trở nên khó lường hơn rất nhiều. Khả năng dê dắt bóng đã trở thành thương hiệu, khiến cho việc Mahrez thường xuyên vượt qua 2-3 cầu thủ, làm cả hàng phòng ngự của đối phương tối tăm mặt mũi đã trở thành câu chuyện quen thuộc. Anh cũng bộc lộ rõ phẩm chất của một siêu sao mỗi khi đội nhà cần nhất. Đôi khi nó là sự ích kỷ, nhưng cũng không hiếm lần mà chính tham vọng ghi bàn bằng mọi giá ấy đã giúp cầu thủ này gánh vác chiến thắng cho toàn đội. Cái tôi là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm mà có lẽ Pep Guardiola không hài lòng với ngôi sao đắt giá mà ông đã đem về. Điều này đã được thể hiện xuyên suốt từ giai đoạn mà Riyad Mahrez chuyển tới Man City. Năm đầu tiên, rồi những mùa giải tiếp theo vẫn không có sự thay đổi nào. Nhưng đó là cách mà cầu thủ tới từ châu Phi chơi bóng, không sở hữu sự đa năng như là Bernardo Silva, cũng không thể bó vào trung lộ để thi đấu như một tiền đạo ảo như Raheem Sterling được. Khả năng dê dắt là thứ vũ khí gây sát thương cao nhất của Mahrez, vậy nên phương án mà Pep Guardiola buộc phải tạo ra đó là những pha xoay chuyển cầu thủ phù hợp. Điều đó cũng khiến cho khả năng ra sân hàng tuần của Riyad Mahrez không được đảm bảo, bởi chính playstyle một mình cân hết của anh. Trong một tập thể đã từng có thời điểm thiếu vắng đi những cái tôi như là Man City, đôi khi một tình huống thiếu quan sát, dứt điểm vội vã thay vì đưa bóng sâu vào trong sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sự kết nối của cả tập thể. Trên lý thuyết thì Pep Guardiola sẽ không ưng cầu thủ này, nhưng với đầu ra bàn thắng và kiến tạo vẫn rất tốt thì nghiễm nhiên anh vẫn có được cho mình một suất đá chính tùy trường hợp. 4 mùa giải tiếp theo thì Riyad Mahrez vẫn luôn được trao niềm tin khoảng 3.000 phút thi đấu và gần 50 lần ra sân mỗi mùa giải. Ngay cả với một ngôi sao thế giới, số phút thi đấu như vậy rất khó để được nói là thấp. Đó là chưa kể chính cách tiếp cận phù hợp của ông thầy người Tây Ban Nha lại góp phần giúp cho cầu thủ người Algeria có được thời điểm ra sân giá trị nhất. Mặc dù có chưa đến 3.000 phút thi đấu trong mùa giải 21-22, Riyad Mahrez có cho mình 24 bàn thắng và 9 đường kiến tạo, cũng là kỷ lục ghi bàn cá nhân tại City của cầu thủ này. Tính riêng ở đấu trường Champions League thì đó là gần 1.000 phút sau 12 trận ra sân mùa giải năm ấy. Thời lượng ra sân có lẽ không phải là vấn đề chính trong thương vụ Riyad Mahrez rồi Manchester City để chuyển đến Al Ahly. Vấn đề ở đây sẽ là lòng tin, bởi vì như khán giả đã theo dõi thì trong hai trận chung kết quan trọng hoặc là FA Cup và Champions League, Riyad Mahrez còn không xuất hiện trên sân lấy một phút. Ánh hào quang bên hành lang biên phải đã thuộc về Bernardo Silva, một cầu thủ mà trong mùa giải này, khán giả bắt đầu mường tượng anh như một Messi mới của Pep. Ở Silva có sự đa năng,
anh có thể chơi toàn bộ những vị trí trên hàng tấn công khi cần thiết. Và khả năng lắt léo của cầu thủ người Bồ Đào Nha thì cũng không thua kém so với Riyad Mahrez. Lựa chọn này đã giúp cho Pep Guardiola cùng với cả tập thể của mình giành được tới 3 chức vô địch trong cùng một năm. Điều chưa từng xảy ra kể từ khi ông chuyển đến nước Anh dẫn dắt. Riyad Mahrez đã có những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ trong mùa giải này. Chắc chắn khán giả của City không thể nào quên được cú hat-trick mà anh đã ghi được vào lưới của Sheffield United tại bán kết FA Cup. Đó là trận đấu mà một mình cầu thủ người Algeria đã gồng gánh hàng công chỉ trong có 66 phút thi đấu mà thôi. Thậm chí trong giai đoạn tháng 1 vô cùng khốc liệt, chính cầu thủ người Algeria cũng đã có những đóng góp vô cùng quan trọng với 2 bàn thắng có được trong chiến thắng 4-0 trước Chelsea tại vòng 3 Cúp Liên đoàn, 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong thắng lợi trước Tottenham với tỷ số 4-2 tại Premier League. Từ giai đoạn 3 trận đấu Premier League gần nhất trước màn so tài với Real Madrid, Riyad Mahrez có cho mình tới 4 đường kiến tạo và đang cho thấy một phong độ vô cùng rực cháy. Để rồi anh phải chấp nhận kép dự bị, phải ra sân trong những trận đấu không phải là đỉnh cao nhất của đời cầu thủ. Sau khi có được chiến thắng trước Sheffield United tại bán kết FA Cup, chứng kiến Mahrez có được cho mình tới 3 bàn thắng và trực tiếp đưa cả đội tiến vào trận đấu cuối cùng, Pep Guardiola cũng đành ngậm ngùi. Anh ấy gắt gỏng với tôi khi anh ấy không được thi đấu. Mọi lúc, lối chơi của anh ấy đặc biệt trên các giải đấu lớn nhất và anh ấy có sự tự tin để ghi bàn. Thật hài lòng cho Riyad vì anh ấy yêu thích bóng đá. Anh ấy đã cống hiến nhiều thứ trong những năm trở lại đây và hy vọng sẽ nhiều hơn nữa trong tương lai. Riyad chơi tốt trong mọi trận đấu, kể cả trong những trận quyết định. Anh ấy thích môn thể thao này. Anh ấy không phải là một chàng trai vì có hợp đồng nên phải làm công việc của mình. Nghĩ rằng tôi phải đào tạo bao nhiêu giờ, làm công việc của mình và về nhà ngay sau đó, hoàn toàn ngược lại. Cái tôi chính là thứ đã giúp Riyad Mahrez chạm đến tầm vóc của một cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng nó lại là rào cản để anh cùng với ông thầy sát cánh với nhau trong những mùa giải tới đây nữa. Được thi đấu bao nhiêu phút có lẽ không quan trọng bằng thi đấu ở trong trận nào và hoàn cảnh khi ấy. Vì thế nên, việc cầu thủ người Algeria chấp nhận tìm bến đỗ mới tại Ả Rập Saudi là lựa chọn mà anh cùng với Man City đều có thể trao nhau một cái ôm nồng thắm. Pep Guardiola đã thực sự không công bằng khi bắt Mahrez phải ngồi dự bị, trong khi anh vẫn đang thể hiện rất tốt trong những trận đấu trước đó. Ông chắc chắn sẽ bị chỉ trích, thậm chí là còn nặng nề hơn, sẽ bị bới lông tìm vết nếu như trong những trận đấu chốt hạ không thể dinh về thành phố Manchester một danh hiệu lớn. Nhưng sau cùng thì Pep Guardiola và tập thể của mình đã tạo nên một cú ăn ba huyền thoại. Chắc chắn là Riyad Mahrez cũng nên tự hào với những gì mà anh đã đóng góp trong những mùa giải vừa qua, để tập thể này thực sự đi vào miền sử sách. Nhưng sâu thẳm trong tâm can, anh luôn muốn trở thành ngôi sao số 1. Điều đó thôi thúc cầu thủ tới từ lục địa đen tiếp tục hành trình của mình ở một nơi khác, một giải đấu mà anh chính là trung tâm của đội bóng. Vì vậy, việc chia đôi con đường thời điểm này là một cái kết trọn vẹn với cả đôi bên. Mong rằng trong chương tiếp theo của mình, Riyad Mahrez sẽ tiếp tục được hưởng ánh hào quang cùng với những danh hiệu cao quý và thỏa được ước nguyện trở thành tượng đài số 1.